sát sanh trong nhà sẽ biến nơi ở thành nơi quán quỷ tụ hội. Trích từ sách Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Luật, dịch giả Như Hòa chuyển ngữ. Hết thảy chúng sanh, từ vô thủy đến nay, luân hồi sáu nẻo, lần lượt làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, trở thành quan gia đối đầu của nhau, tuần hoàn báo thù, đền đáp, giết hại lẫn nhau. Trong các kinh Đại Thừa, Đức Phật đã nhiều lượt khuyên răng, nhưng ít kẻ thấy nghe. Dẫu được thấy nghe, nhưng kẻ tin nhận, dân làm, lại càng ít hơn nữa. Do vậy, Phật dùng lòng đại bi hiện trong dị loại để con người giết ăn. Đã giết xong, bèn hiện các tướng lạ, ngõ hầu hết thảy mọi người biết, con vật đó là do Phật thị hiện, mong dứt sát kiếp, để chúng sanh được yên. Như vỏ sò nêu, hông bò, móng dê, răng lợn, yến ba ba, đều có hình ảnh Đức Phật ngự trong đó, khiến tai mắt con người thấy nghe, phải kinh sợ, dứt cơ duyên giết chóc trong cõi đời. Những chuyện như vậy được ghi chép trong sử sách, kể sao cho trọn. Trước khi giết đều nói là loài thú, giết rồi mới biết là Phật. Do vậy mới biết, giết loài vật, chẳng khác gì giết Phật. Dẫu con vật bị giết, chẳng phải do Phật thị hiện, thì nó cũng là Đức Phật trong vị lai. Giết để ăn, tội sẽ cao to hơn núi, hơn biển, hãy gấp nên đau đáo răng dè, ngõ hầu giải thoát. Cần biết rằng, người và vật tuy khác, lanh lợi hay ngu xuẩn, đều tỏ lộ. Kẻ ngu xuẩn tâm thức tối tăm, con vật thông minh lại có trí sáng. Ngũ luân bát đức, cố nhiên chẳng thua con người. Lòng thành tha thiết, so ra còn sâu đậm hơn con người. Dám cậy ta mạnh, giết chúng nó ăn thịt, đến nỗi trong tương lai, thường bị kẻ khác ăn. Lần xem sử sách, từ xưa đến nay, phàm những ai lợi người lợi vật, con cháu nhất định hiền thiện, phát đạt, những kẻ nào hại người, hại vật, con cháu nhất định tầm thường, kém cỏi, diệt tuyệt. Người niệm Phật nên ăn chay trường. Nếu như chưa thể, thì nên giữ lục trai, hoặc thập trai, mồng 8, 14, 15, 23, 29, 30 là lục trai. Thêm vào ngày mồng 1, 18, 24, 28 thì thành thập trai. Gặp tháng thiếu thì ăn lên trước đó một ngày. Lại còn tháng giêng, tháng 5, tháng 9 là 3 tháng chay, nên ăn chay trường, làm các công đức. Từ giảm dần đến vĩnh viễn dứt ăn mặn thì mới hợp lý. Tuy chưa dứt được ăn mặn, hãy nên mua thịt làm sẵn, đừng sát sanh trong nhà. Do trong nhà thường nguyện các tường như tốt lành, may mắn. Nếu hằng ngày sát sanh, thì nhà đó liền trở thành nơi giết chóc. Nơi giết chóc chính là chỗ quán quỷ tụ hội, chẳng tốt lành. Điều này quan trọng lắm. Do vậy, phải kiêng sát sanh trong nhà.